Tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam trong những năm qua cũng có sự gia tăng rõ rệt. Trong nước, cứ 1.000 người thì có 55 người có ô tô. Đáng chú ý, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, Việt Nam có tỷ lệ sở hữu ô tô nhanh nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, tỷ lệ này của Việt Nam tăng tới 17% trên năm. Theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ, với tốc độ lần lượt là 14% và 10% trên năm trong giai đoạn này. Ngoại trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, tỷ lệ sở hữu ô tô tại một số tỉnh đang có sự tăng trưởng rõ rệt, thậm chí nhanh hơn các tỉnh, thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An. Các chuyên gia cho rằng, cùng với sự đi lên của kinh tế, các mẫu xe giá rẻ cũng ngày càng phổ biến hơn. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, hầu hết các mẫu xe trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2022 đều có giá dưới 1 tỷ đồng. Đặc biệt là các mẫu xe ăn khách như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Spander, từ một phương tiện đắt tiền, thể hiện vị thế, đẳng cấp của người sở hữu. Hiện nay ngày càng phổ biến, quan điểm coi ô tô là phương tiện đa dụng, vừa dùng để đi lại, gặp gỡ khách hàng, vừa dùng để kinh doanh, vận tải và nhiều mục đích cá nhân khác.